Chào các bạn. Bữa nay mấy anh em đã tiếp tục đi săn chuột nha các bạn. Bữa nay mình một phần đi bắt chuột về để ăn, một phần là mình kiếm một mớ chuột về để mình làm công chuyện nha các bạn. Mới gì sắm cái giọng máy chát luôn á, chưa khai trương luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bơm dài dài trong đây nè. Bà này có không anh Tú? Không, mình thấy hang phải không? Không có hang mà mình không có nước mình đơm đâu được không? Mình đi dài dài qua phía bên kia đi các bạn. Giờ mình đang đi qua cái hai vàng hú qua nè. Trái một ốc cục nổi luôn á. Người ta đang thu hoạch đó các bạn. Quá trời trái luôn. Mấy bài này giữ cho mình ngó có nè. Mình không nên bắt bài này chục lưới nhóc chân nè Tú. Em qua bên kia kìa. Thì đi tốt quá ha. Bờ mới anh Tú. Tắt mới. Bà giá. Đó. Lượm tới quay chục lưới tới quay. Cái giọng nó xong. Ê, đâu rồi? Ê, chạy mày đâu? Có mày chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi tao ơi? Đâu rồi? Đây nè, đây nè. Chục lưới đó xong rồi. Kìa, trời, lại lại xong rồi. Bên này, kìa, lên cả. Đâu rồi? Trời. Ba chục lứa, chục lứa đó. Vậy lên đó rồi. Tức. Chạy tốc độ ghê trời. Nó chạy quá trời nhanh nè, chuột bự. Coi còn chuột nữa không? Chạy quá trời nhanh nè. Chuột nó nãy đứng bệnh kia dính nè. Ủa nó quay qua bên đó hả vậy? Nó chạy vô anh Tú, chụp mấy cái nấm ba chạy lại ngược lên kia. Nó chạy qua nó bắp luôn hả vậy? Ừ. Chạy qua nó bắp nó luôn mất tiêu luôn hả? Ờ. Vô khúc cái kìa, lúa nó lên đó, lúa nó dậm luôn. Bơm cái gì còn nó này đi bơm hai bánh đồng đi
Chỗ có lớn vừa gài lắm á. Ừ. Sao lên đây mày nói. Có hàng anh Tú. Tú. Hàng đó đó cầm xong lại coi hàng đó sao. Không. Hàng đó đó. La sùm chứ mày nó không hết hồn trời. Đụng xong. Bơ chọt ra đây hết anh Tú. Qua đây nè anh Tú ơi. Có hàng chưa? Có. Không đang chuột của nó báo mấy con này. Cái máy đó đó. Này mấy con rồi anh Tú? Không chào bá, có con chuột trong này. Từ từ. Nhìn nó cự á. Con gì mày chạy xuống đây hả? Ngay nha. Ngay chỗ có tim nè. Chụp xuống đây. Không. Đây nè. Đây, đây, chụp con. Khoại. Chụp đây, chụp cục đây nè. Đó, đó, đó. Lần nữa rồi. Lần nữa rồi. Mày chạy ra. Mày làm cái đâu? Lắm. Xong. Vô đây hang nè.
chạy ra sao hàng con mày. Lọt cái gì á? Có gì vô lên đâu. Rồi vô hàng lại Tú ơi. Chụp cái gì vậy? Chụp xuống. Bự nhỏ sao? Chụp nhẹ nhẹ nương nương á. Ừ, đó cà đi đã đó. Ôi đó là cám rồng kìa anh Tú. Là cám rồng nè các bạn. Chui mấy hang này hay giờ lự chân nè, hang lự chân nè. Tới đi Tú ơi. Rồi xong, xong. Hay quá xong ơi. Đâu rồi? Để xong. Rồi. Thôi bỏ nó vô đi, cầm hồi chiếc veo xong. Nói chạy ra mấy hang này chạy. Mà nãy giờ đâu mất tiêu hết trơn rồi. Bỏ mấy lưới nhỏ vô lọt cái trơn à. Con nó không lọt đâu. Đó. Nó ăn không ạ? Nó ăn cục kia, ăn cái gì hết. Cái gì mới nhảy xong à? Ở bà không à. Gì mới nhảy cái tẩm xong à? Ê, đây cũng có bông súc mai hết trơn này xong. Dạ. Cái lóc nó nè. Có lóc nè, bạn trồng nè. Trời ơi, sao đi mình ăn nhấp cái trơn kìa. Thấy không? Hàng lén mình Tú. Lặng ơi. Khôn quá ha. Đây. Coi đắng đi, coi đắng. Chú bự lắm sao? Xong. Dứt đó. Mạnh kia luôn các bạn ơi. Dái. Dái hả? Ờ. Trời ơi con dái khứa già luôn các bạn ơi con nè. Khứa già luôn nè các bạn. Chạy không nổi mà. Mập hù lâu luôn.
có chuột giá giống không con nào cho mở đâu. Rồi nó bự. Cắn xong nó cắn mấy chuột kia xong. Không. Giọng bự quá đâu. Không bắt là chuột lưới nhóc chừng. Cái bữa nay còn không? Đây nè, đây nè, đây ăn từ lưới đi. Bơm thử nha. Mới trồng nóng dơm rồi. Bơm không? Bơm bơm. Bơm đi nhanh. Bắt lưới nè. Đừng tắt, đem đây lại coi có hàng không. Bỏ đi xem ơi. Để thử cái này nè. Đâu vậy? Đâu, 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 đâu. Đó, đó. Đâu vậy? 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 Yeah.
Ôi, hai con, được con nhỏ con bự các bạn ơi. Được cái này nó mặt đất. Ơi, mà chui đây mà chết queo luôn rồi. Nha. Đừng chết con. Không ơi. Sao ơi, con này còn sống nó chui đây, hỏi chú veo nó xong. Nhét vô. Con tay nhét không được. Xuyển nhuyễn quá. Rồi đưa ơi, con đưa ơi. Rồi kìa. Rồi, xuyển nhuyễn luôn. Tiếp tục. Gỡ bình xăng ra đây. Rồi mé lăn xong ơi. Nè, tím nè. Đợi đằng nắng luôn á. Nè, xong tới đó xong, tới đó xong. Tới mé xong rồi, tới mé xác mé xong rồi. Kệ tới cho mé kìa. Cho mé chạy lên kìa. À tao. Ê, đây nè, xong. Trời ơi trời, mày sao sống nổi với lúa. Đâu xong ơi. Được. Hay quá luôn ơi. Một con. Đi ghê ghê xa trời. Chạy ghê ghê chạy trời. Giấy đó không? Giấy. Ôi chỗ còn mụ mắt nè ơi. Tàu lâu không? Lâu lâu bắn con không có ấy gì chứ, không khích lại tinh thần gì chứ. Rất luôn rồi. Lúa hay quá luôn. Ừ. Hay quá luôn. Bả lúa này ra nó cắn quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Khúc này nó cắn là không còn một cây nào luôn. Có anh em, giống cây lúa ở đây là nó không còn cắn nữa. Coi chừng nó chạy ra nó lấm lúa nó kính quá mất ra xong. Ừ. Nó thấy cái đuôi giúp rồi. Ừ. Nó ăn tới cái hàng đó luôn trời. Bơm lên đúng rồi. Bơm chạy qua đây à. Bơm lên thôi. Bơm bơm. Chơi chơi. Thấy thấy không?
nó đó. Thấy không? Tính tha nó rồi cũng không tha được. Làm sao đổi con rắn mà sao tha được. Nín ha, nín. Ê, mình về mình gài rắn các bạn ơi. Ôi con đó mà sao chết rồi xong, nhúng nước xong ơi. Ê, ê. Xong xong nhúng nước cứu nó xong. Tự nhiên da má mũi rồi. Mày chụp mạnh quá. Tỉnh rồi. Ủa, chết luôn rồi. Thôi, về các bạn ơi. Mớ này mình về mình đi bẫy rắn nha. Hôm qua lúa có sắm 10 cái lập rắn á để đi bẫy. À, các bạn nhớ đón theo dõi cái clip anh em lúa đi bẫy rắn nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Anh em về đây. Chúc các bạn buổi chiều thật nhiều niềm vui. Về thôi. Thank you.